Thưa quý vị và các bạn, UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp của người dân về dự thảo quy định của thành phố về việc cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực tế, nhiều chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng việc cải tạo xây dựng lại đến nay vẫn còn bế tắc và có nhiều bất cập và đã kéo dài qua nhiều năm do chưa tạo được sự đồng thuận nhất trí trong nhân dân. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương không chỉ thưởng tiền mà còn bố trí chỗ ở mới, nhưng nhiều hộ dân họ vẫn không chịu di rời. Vì sao người dân vẫn quyết tâm báo víu tại những nơi nguy hiểm, khúc mắc trong việc sửa chữa các chung cư cũ? Bàn luận về câu chuyện này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay khách mời là ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội để chúng ta có thể cùng trao đổi về nội dung này. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Thế Điệp đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, không có gì. Vâng ạ, ở những cái khu chung cư cũ này, xuống cấp này, đặc biệt là những cái chung cư ở cấp D, rõ ràng là cần phải tháo dỡ một cách khẩn cấp. Nếu kéo dài thời gian mà người dân vẫn không chịu di rời, không biết là họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả như thế nào ạ? Tôi cho rằng là cái việc mà cải tạo chung cư cũ hiện nay có thể nói là rất là cấp bách. Chúng ta thấy là nhiều cái tòa nhà, nhiều cái khu chung cư của chúng ta là rất sập sệ và thậm chí là có nguy cơ nghiêng đổ rất là cao. Tuy nhiên thì có thể nói là các cái giải pháp của chúng ta hiện nay vẫn chưa đủ mạnh hoặc là chưa đủ điều kiện để người dân di rời. Thì đây cũng là một cái rất là đáng tiếc, và tôi nghĩ rằng là không thể để kéo dài mãi mà các cái chung cư mà nó ở cái dạng D rồi xếp loại vào hạng D mà phải di rời khẩn cấp rồi mà chúng ta vẫn không làm được thì đây cũng là cái mà nguy cơ cho xã hội rất là lớn. Dạ vâng ạ. Theo ông, nguyên nhân vì sao mà người dân họ vẫn cứ cố gắng bám trụ, bám víu lại những cái khu chung cư cũ mặc dù là đã xuống cấp lắm rồi và thậm chí là không thể ở được, và vì sao khiến cho các cấp chính quyền họ vẫn chưa có một cái chìa khóa để có thể giải được cái bài toán về chung cư cũ? Có thể nói là về cái cải tạo chung cư cũ chúng ta đã có rất nhiều giải pháp, có rất nhiều cái hướng dẫn rồi điều kiện để mà cải tạo chung cư cũ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy nhìn ở về mặt góc độ, có thứ nhất là về cái cơ chế chính sách. Thì chúng ta thấy hiện nay như thủ đô Hà Nội thì chúng ta đang mắc rất là nhiều. Thí dụ là cái việc mà cải tạo chung cư cũ là theo cái luật thủ đô thì chúng ta thấy là 4 cái quận nội thành chúng ta không tăng mật độ xây dựng được, không tăng mật độ dân số và cũng không tăng chiều cao được. Thì cho nên là các cái doanh nghiệp cũng không thể nào mà có thể có động lực để làm. Cộng thêm người dân do không có động lực làm và cũng do không có lợi nhuận cho nên đền bù với người dân không thỏa đáng. Cho nên nó vẫn đang cái xung đột cái lợi ích giữa người dân và chủ đầu tư, và cơ chế chính sách chúng ta cũng mắc. Thế thì chúng ta thấy là và nó mắc cả cái an sinh xã hội nữa. Tại vì cái công ăn việc làm của các cái khu chung cư mặc dù là người ta cũ nhưng người ta vẫn kiếm tiền hàng ngày, người ta vẫn có thể nuôi sống được để gia đình và bản thân chẳng hạn đấy. Thế thì cho nên là khi mà chúng ta cải tạo chung cư thì người ta lại không còn cái quyền ấy nữa. Cho nên hiện nay là cái xung đột lợi ích, không những là xung đột lợi ích mà lại còn xung đột cả cái an sinh xã hội nữa. Vâng ạ. Cho nên là cái việc mà chúng ta bế tắc nhiều năm nay chúng ta không cải tạo được nhiều. Chẳng hạn như Hà Nội là có 1,5% thôi trên cái tổng số. Cho nên chúng ta thấy 10 năm chúng ta mới làm được như thế. Thì đây rõ ràng là chúng ta thấy là mắc cả cơ chế chính sách, mắc về cả cái xung đột lợi ích, mắc cả an sinh xã hội. Thì rõ ràng đây là những cái mà chúng ta không thay đổi được, là nó có lý do. Vâng. Thưa ông, nhiều người thì cho rằng là cái hiện tại vướng mắc ở đây đó là chưa có cái sự đồng thuận từ người dân cũng như là chủ đầu tư nếu như tiến hành xây dựng lại. Đó là trong khi chờ xây dựng mới thì không biết là họ sẽ được bố trí tái định cư ở đâu và khi nào họ được trở về, hay là cái hệ số mức đền bù như thế nào, đúng không ạ? Vâng, đúng thế. Rõ ràng là chúng ta đã làm một số trường hợp rồi. Do là chúng ta không thỏa mãn những cái điều kiện như chúng ta nói trên, đến nơi ở cũ nó phải tốt hơn, rồi gọi là thuận lợi hơn, thì chúng ta chưa làm được điều đó. Về đặc biệt là an sinh xã hội, là chúng ta không tạo được công ăn việc làm cho những người mà di rời, hoặc là đến nơi ở mới là nó không đảm bảo. Cho nên chính vì cái đó mà nó như là một cái mất lòng tin của người dân ấy, đối với các cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Rõ ràng ở đây là chúng ta đang có nhiều cái khúc mắc mà tôi nghĩ rằng là trong tương lai chúng ta cần phải có những giải pháp học tập các nước trong khu vực và trên thế giới, và đồng thời chúng ta phải đưa ra những giải pháp mạnh mẽ và tạo điều kiện và tạo được động lực cho doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, và tạo cho người dân hưng phấn và tạo thuận lợi để mà tiếp thu những cái kiểu như cải tạo chung cư cũ. Và chính quyền địa phương cũng phải hỗ trợ một cách tối đa các cấp chính quyền hôm nay về cơ chính sách, về an sinh xã hội thì chúng ta mới có thể thành công trong việc cải tạo chung cư cũ. Vâng ạ. Muốn cải tạo chung cư cũ thì phải ưu tiên về tính mạng của người dân thay vì quyền lợi. Ông nghĩ sao về ý kiến này? Cái này rất đúng, bởi vì là những cái nhà mà nó đã xuống đến mức cấp D rồi thì rõ ràng là nguy hiểm. Nếu như chúng ta không khẩn trương di rời thì có thể xảy ra bất kể lúc nào về tính mạng của người dân. Cho nên đây cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng là các cấp chính quyền địa phương kết hợp với các cái cơ chế chính sách làm sao mà để cho người dân nhận thức được cái điều đó và tự nguyện ra khỏi những cái vùng nguy hiểm. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta phải làm được điều đó. Vâng ạ, như vậy là chúng ta có những cái giải pháp như thế nào để có thể tiến hành cải tạo nhà chung cư cũ và chúng ta cần phải quản lý và vận hành nhà chung cư như thế nào thưa ông? Tôi cho rằng là cái giải pháp rất là quan trọng. Hiện nay chúng ta đang có rất nhiều cái cơ chế chính sách để cải tạo chung cư cũ, đặc biệt là chúng ta cần phải tham khảo nước ngoài. Tại vì như này, tôi cho hiện nay là như tôi nói ở trên, hiện nay về mặt cơ chế chính sách chúng ta phải giải quyết vấn đề luật thủ đô. Làm sao mà thành phố Hà Nội, tôi nói ví dụ thành phố Hà Nội phải có một cái cơ chế đặc thù để tự quyết trong vấn đề có những cái chỗ mà phải tăng mật độ dân số, có những chỗ phải tăng mật độ xây dựng và cũng có chỗ phải tăng chiều cao. Đấy, không phải tất cả nhưng mà có thể có một cái cơ chế như thế để các cái cấp chính quyền người ta dễ điều hành và dễ gọi các nhà đầu tư. Thế và hai nữa là cái phương án thứ hai là phương án là bia kèm làng. Chẳng hạn như là cái khu, một cái khu A và khu B, giao cho một đơn vị một khu A và một khu B. Khu A thì có thể tăng mật độ xây dựng được, tăng dân số được, tăng chiều cao được, nhưng khu B là không phải giữ nguyên. Thế thì người ta phải lấy thu bù chi. Thì đây là một cái giải pháp cho doanh nghiệp. Thì người ta mới có động lực vào. Hay là người dân. Tôi nói người dân, thí dụ như ở tầng 1 thì chúng ta cần phải là nếu như mà cải tạo thì người ta phải có nơi kinh doanh, có nơi ở. Và các cái tầng trên cũng lại vậy. Nếu như người ta sống bằng cái nghề nghiệp ở cái khu vực đó thì ra cái chỗ mới hoặc là cải tạo tại chỗ thì cũng phải tạo được công ăn việc làm. Đặc biệt là tôi nghĩ rằng là cái an sinh xã hội là rất là quan trọng đối với người dân. Chỗ ở cũng là quan trọng rồi nhưng cái chỗ tạo ra công ăn việc làm, tạo ra cái nguồn thu cũng là rất là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng là cơ bản cái an sinh xã hội thì ngoài doanh nghiệp làm ra rồi thì phải kết hợp với chính quyền địa phương phải làm sao mà tạo được cái động lực đó thì người dân người ta mới thỏa mãn. Đặc biệt là cái cơ chính sách là trước đây như tôi nói, tôi làm ở tổng Sông Hồng, trước đây là trước chưa có luật thủ đô là chúng tôi đã cải tạo hai khu Kim Liên và Thái Hà. Đấy, mặc dù lúc bây giờ rất khó khăn nhưng mà chúng tôi vẫn làm được. Tại vì là gì? Là lúc bây giờ chưa có luật thủ đô, chúng tôi tăng được mật độ chiều cao, tăng được mật độ xây dựng, tăng được mật độ dân số và tăng chiều cao. Cho nên chúng tôi vẫn thỏa mãn được với người dân. Thế thì bây giờ để chúng ta làm tốt cái này thì rõ ràng là chúng ta phải có một loạt các giải pháp rất là quan trọng. Và chúng ta có, hiện nay chúng ta mới là một cái giải pháp, còn thì chúng ta học hỏi nước ngoài. Chẳng hạn như là Hồng Kông, người ta có thể mua giá cao và xong đó thì đấu giá cho doanh nghiệp vào. Thì đây cũng là một cái giải pháp, tôi cho là chúng ta không chọn một giải pháp mà chúng ta chọn rất nhiều giải pháp và nó thích ứng từng khu vực, từng nơi. Hoặc là có những nơi thì là tạo điều kiện cho người dân kết hợp với doanh nghiệp để nhưng mà nhà nước phải tạo cái nguồn lực, có nghĩa là cho vay để làm sao doanh nghiệp cùng với người dân vay để xây lên và cái lợi nhuận được chia đều, chia theo cái phần trăm góp. Thì đây cũng là một cái giải pháp. Tôi cho là hiện nay chúng ta có 3 giải pháp để làm cái việc đó. Đấy. Giải pháp thứ nhất như chúng ta làm hiện nay thì là phải an sinh xã hội tốt này. Đấy. Tạo được công ăn việc làm cho những người ở tầng 1 có nơi kinh doanh và người ở trên cũng phải tạo được công ăn việc làm và thỏa thuận với người dân và bia kèm làng. Đấy là cái giải pháp mà chúng ta đang làm hiện nay thì chúng ta có một cái giải pháp mới đấy. Còn giải pháp thứ hai là cũng học tập nước ngoài là chúng ta có thể mua giá cao để cho đấu giá cho doanh nghiệp vào. Thì đây cũng là cái giải pháp, nếu mà làm được cái giải pháp này là tốt nhất. Tại vì là nó thỏa mãn được rất nhiều vấn đề. Người dân thì được mua giá cao, doanh nghiệp thì cân đối được cái việc thu chi. Ở cái chỗ đắc địa thì có thể là bán được cái giá cao thì người ta cân đối, người ta cũng làm được. Và cái giải pháp thứ ba nữa là người dân và cùng doanh nghiệp chúng ta cùng làm. Nhưng mà nhà nước phải tạo cái hành lang pháp lý và có cái tạo cái nguồn lực để cho người ta vay. Thì tôi nghĩ rằng là những cái giải pháp này có thể chúng ta đều áp dụng ở Việt Nam được. Vâng ạ, như vậy là với những cái giải pháp đồng bộ như vậy thì trong thời gian tới chắc chắn là chính quyền địa phương, doanh nghiệp cũng như là người dân chúng ta sẽ nhanh chóng đưa tới những cái phương án đồng thuận để làm sao mà những cái khu nhà chung cư cũ xuống cấp sập xệ không ở được nữa rồi. Cũng có một khoảng thời gian để chúng ta có thể cải tạo lại và người dân thì cũng được an sinh xã hội tốt hơn. Và như vậy là cuộc sống sẽ ổn định rất là nhiều. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội. Ông cũng có chia sẻ về kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như là Hồng Kông. Vậy thì với cái việc cải tạo chung cư cũ thì chúng ta học tập được gì từ những kinh nghiệm đó? Tất nhiên là cái mô hình của Hồng Kông thì nó có khác mình một chút. Tại vì nền kinh tế của người ta mạnh, cho nên cái việc mà người ta mua với giá cao thì rất là bình thường. Nhưng chúng ta thì nó lại là một vấn đề. Có thể áp dụng từng cái khu vực, từng cái địa phận khác nhau có thể được. Đấy, hay là học tập Trung Quốc là người ta cải tạo theo cái hình thức là doanh nghiệp cùng người dân. Đấy, nhưng mà nhà nước tạo hành lang pháp lý và tạo cái nguồn lực để cho người dân vay cũng như là doanh nghiệp vay. Thì đây cũng là cái giải pháp rất là tốt. Còn cái giải pháp của chúng ta thì như tôi nói ở trên đấy, thì rõ ràng là cơ bản là cơ chính sách chúng ta cởi mở, cộng thêm là thỏa mãn cái xung đột lợi ích giữa người dân với doanh nghiệp, thì chúng ta có thể giải được bài toán rất là tốt trong vấn đề cải tạo chung cư trong tương lai. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông. Và thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.